Năm Giáp Thìn 2024, 12 con giáp sẽ có những cơ hội tươi sáng và đầy hứa hẹn nào đang chờ đón. Bước vào năm 2024, 12 con giáp có thể đạt được điều gì? Trên hành trình trải qua những chặng đường dài của cuộc sống, chúng ta luôn hy vọng và mong chờ những điều kỳ diệu, những cánh cửa mở ra với ánh sáng rực rỡ của niềm vui và thành công. Năm 2024 sắp bắt đầu, với mỗi con giáp, liệu năm mới này sẽ mang đến những cơ hội và triển vọng gì? Tuổi Tý. Sau khi bước vào năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Tý có tượng lai tươi sáng. Người tuổi Tý gặp năm Thìn tượng trưng cho sự gặp gỡ của tam hợp, thân, Tý, Thìn mang đến những điều tốt đẹp. Người tuổi Tý có vận may tương đối tốt, dù là sự nghiệp hay tiền tài đều sẽ mở ra những cơ hội phát triển lớn. Nếu nắm bắt tốt sẽ thăng tiến vững vàng và sẽ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Tuổi Sửu. Năm 2024 có thể là một năm không được như ý đối với người tuổi Sửu. Việc hao hụt tiền bạc là điều khó tránh khỏi. Những nguy cơ bị cạnh tranh cũng nhiều, nếu xử lý không đúng cách hoặc bất cẩn, tài sản của bạn rất dễ bị người khác chiếm mất. Tuy nhiên, người tuổi Sửu có một số cơ hội về tài chính, cũng có thể nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo trong sự nghiệp. Nếu thận trọng vẫn có thể đạt được món lợi nhỏ. Tuổi Dần. Năm 2024, người tuổi Dần sẽ có tài lộc dồi dào nhưng tiền bạc lại dễ bị người khác thèm muốn và hao hụt trầm trọng. Vì vậy, người tuổi Dần nên cân nhắc kỹ khi lựa chọn đối tác, đồng thời nên giữ thái độ khiêm tốn, thận trọng, không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và trí tuệ kinh doanh để bảo vệ tài sản của mình. Tuổi Mão. Có thể do ảnh hưởng của thái tuế trong năm Thìn, người tuổi Mão sẽ gặp nhiều thăng trầm, trắc trở, dễ bị thị phi. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, người tuổi Mão vẫn sẽ có quý nhân giang tay cứu giúp, chỉ cần người tuổi Mão luôn có sự chuẩn bị tốt. Tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn sẽ bước vào năm tuổi của mình. Về cơ bản, năm này, người tuổi Thìn sẽ có cả những thuận lợi và khó khăn. Nhưng nếu bất cẩn, sự xui xẻo sẽ nhiều hơn là may mắn. Hãy cố gắng tập trung vào công việc của mình, vì tuổi Thìn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè xung quanh. Tuổi Tỵ. Trong năm 2024, người tuổi Tỵ cũng phải bước qua nhiều khó khăn trước khi chạm được vào quả ngọt. Có tranh chấp, có mất mát và cũng có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cứ nỗ lực vượt qua thì mọi chuyện sẽ đều thuận lợi. Nhưng bên cạnh những điều này, người tuổi Tỵ lại có được các mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. Tuổi Ngọ. Năm 2024, người tuổi Ngọ sẽ có sao may mắn, rất cát tường. Họ rất có năng lực hành động và tính quyết đoán, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý nhân cũng khiến sự nghiệp của họ suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bạn không được ham muốn thành công nhanh chóng, mà cần phải thực tế để đạt được kết quả tốt hơn. Tuổi Mùi. Năm 2024, người tuổi Mùi phát triển khá tốt, được sự ủng hộ của quý nhân. Sẽ nắm bắt chính xác cơ hội làm ăn, làm giàu nhiều hơn. Nhưng cũng có sự cạnh tranh khốc liệt và có thể có nguy cơ mất tiền do ảnh hưởng của thái tuế. Khi làm việc gì đó, bạn cần để ý hơn đến những đối thủ xung quanh mình. Tuổi Thân. Sau khi người tuổi Thân bước vào năm Giáp Thìn 2024, sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ, công việc làm ăn hưng thịnh. Mỗi ngày đều rất bận rộn, đơn hàng cũng tăng lên nhanh chóng, những người làm kinh doanh sẽ được hời. Hơn nữa, sẽ có một phần của cải sắp tới, đầu tư và quản lý tài chính sẽ có kết quả. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng có thể làm một số công việc bán thời gian như một công việc phụ để dễ dàng có được thu nhập gấp đôi. Tuổi Dậu. Năm 2024, người tuổi Dậu sẽ thuận buồm xuôi gió, đạt được cả danh và lợi. Hiệu suất công việc đạt yêu cầu, có cơ hội tiếp tục thăng tiến, tài lộc và thu nhập cũng sẽ tăng lên nhờ nỗ lực của bản thân. Mối quan hệ giữa các cá nhân cũng rất hài hòa. Tuổi Tuất. Năm 2024, người tuổi Tuất sẽ gặp phải khá nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Các sự việc bất ngờ có thể làm gián đoạn kế hoạch và mục tiêu của người tuổi Tuất. Tuy nhiên, sự thông minh sẽ giúp tuổi Tuất vượt qua mọi thứ. Những người làm công việc sáng tạo cần năng động và linh hoạt hơn sẽ gặp được cơ hội đổi vận. Tuổi Hợi. Năm 2024, người tuổi Hợi trong đầu có nhiều ý tưởng nên dễ kiếm được tiền. Nếu bạn có tham vọng và có định hướng, cùng với trí thông minh của mình, bạn cũng sẽ có được nhiều cơ hội tốt hơn và có thể trở nên nổi tiếng trong ngành. Thông tin mang tính chiêm nghiệm.